là con, tức là cháu trong gia đình của chúng mình. Và đồng thời chúng tôi tin tưởng một cách sâu sắc tình cảm của hai gia đình chúng ta sẽ vô cùng nồng ấm, càng ngày càng khăng khít hơn nữa. Và mong muốn của chúng tôi cũng như gia đình bên gái, từ ngày hôm nay, giờ phút này, sau kỳ lễ rước dâu, là các cháu đã trở thành vợ thành chồng. Gia đình họ nhà trai, con cùng như là gia đình họ nhà gái, chúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Để kết cho cái lời phát biểu của tôi, xin đọc đọc mấy câu thơ tôi vừa làm tối hôm qua để gửi tặng cho gia đình và gửi tặng cho hai cháu. Lời hẹn cùng trao nghĩa mặt nồng, chúc cháu bên nhau ngoài bách tuế, lâu đài hạnh phúc ngập tràn đông. Xin chân trọng cảm ơn. Vâng ạ, hết sức tuyệt vời. Xin được cảm ơn những tình cảm đầy ắp chân thành của chú rể ngày hôm nay. Và xin được mời bác trưởng đoàn gia đình nhà gái sẽ chính thức có lời phát biểu để chấp nhận lễ xin dâu của gia đình nhà trai. Xin phép được xin được thay mặt cho mọi người gái. Đầu tiên xin được kính chào tất cả quan viên hai họ, các vị khách quý cùng bà con, ông bà, cô dì, chú bác của hai họ và các bạn bè nam nữ của cô dâu và chú rể đến dự lễ hôm nay. Điều tiên chúng tôi xin cảm ơn họ nhà trai và xin chấp thuận tiếp nhận lễ đón dâu của họ nhà trai. Và khi vợ chồng được đồng thuận của hai gia đình cũng như pháp luật đã đồng ý chấp thuận xác nhận tình cảm hạnh phúc hôn nhân trăm năm của cô dâu và chú rể hôm nay. Giờ phút này chúng ta đón ngày nhà trai đón rất lâu về, chúng tôi xin được mong rằng hy vọng rằng cháu dâu về với nhà trai được sự chăm lo chăm sóc giúp đỡ tận tình và quan tâm chỉ bảo, cháu tin có thể đi cùng nhờ được kinh nghiệm đời sống của vợ chồng chưa có nhiều, mong rằng sự giúp đỡ chỉ bảo hướng dẫn một niềm vui một hạnh phúc và được tài lộc đầy nhà mỗi gia đình. Xin được cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bác trưởng đoàn gia đình nhà gái và xin được mời hai bên gia đình sẽ làm thủ tục trao nhận lễ xin dâu. Xin được mời bác trưởng đoàn gia đình nhà trai, gia đình nhà gái ạ. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàm. Vâng, kính thưa quý vị, quý vị thân mến, niềm mong mỏi tha thiết của gia đình nhà gái ngày hôm nay là mong cho gia đình nhà trai sẽ tiếp tục chỉ bảo chỉ dẫn cô dâu để cô dâu sớm hòa nhập với phong tục tập quán tại địa phương cũng như tại gia đình. Kính thưa quý vị, khách quý của hai bên gia đình, đó chính là những tình cảm, những lời phát biểu đầy ắp chân thành của hai bác trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình đã chính thức làm thủ tục trao nhận lễ xin dâu. Để chính thức kể từ ngày hôm nay, hai bên gia đình chúng ta đã kết mối lương duyên, thông gia hai nhà như một. Một lần nữa, xin mời hai bác trưởng đoàn cùng nhau bắt tay giao ước hôn lễ. Và xin quý vị những tràng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng. Trân trọng cảm ơn hai bác trưởng đoàn rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, trước khi cô dâu lên xe hoa về với nhà trai để tổ chức chương trình lễ thành hôn, trước chương trình hôn lễ, xin được trân trọng kính mời quý vị. Hiểu và kính mời tình cảm thân yêu của bố mẹ sinh thành cô dâu sẽ trao tặng những phần quà chúc mừng ngày vui, ngày trọng đại của hai con. Kính thưa quý vị, khách quý thân mến, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, ngày nay lên vợ lên chồng, ghi lòng tạc giả công ơn mẹ thầy. Xin được mời bố ạ, bố của cô dâu sẽ cùng trở lên sân khấu ạ. 9 tháng kêu mang mẹ nuôi con khôn lớn,
hai năm bốn mớm mẹ cho con thành người, công ơn cha mẹ cao tựa biển trời. Nay con xây dựng bố mẹ mỉm cười dõi theo. Những món quà tuy chẳng lớn lao, nhưng là mong ước, là ước ao bao ngày. Khi ngày hôm nay người con gái diệu yêu dấu của bố mẹ đã khôn lớn trưởng thành, đã tìm cho nhau một chỗ dựa, một bờ vai vững chắc để xây dựng mái ấm gia đình. Và xin quý vị dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng. Kính thưa quý vị, phần quà tiếp theo là tình cảm của người em trai của cô dâu ngày hôm nay. Vì điều kiện học tập làm ăn công tác xa nhà nên không có mặt trong lễ cưới của anh chị, và xin được mời mẹ sẽ trao tặng phần quà của em trai dành tặng cho cô dâu cùng với chú rể. Trân trọng được kính mời. Vì điều kiện sức khỏe cũng như đường xá xa xôi, ngày hôm nay bà không có mặt để tham dự ngày vui của anh cháu được. Bác trưởng đoàn đã được sự quyền của bà nội trao tặng phần quà đó để dành tặng cho cô dâu, người con dâu yêu dấu. Đại diện thân tộc nội ngoại của hai bên gia đình cũng như tình cảm, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở về dãy bản ảnh trọng đại của hai bên gia đình. Trân trọng được kính mời quý vị. Thank you.